Chào các em. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em tìm cái đoạn con có cái tổng lớn nhất. Cái đề của nó là nhập một mảng gồm các n số nguyên và chúng ta tìm cái đoạn con liên tiếp có cái tổng lớn nhất. Và nếu có nhiều đoạn thì chúng ta chỉ xuất ra cái đoạn có chỉ số đầu nhỏ nhất thôi. Ví dụ như chúng ta nhập vào là cái mảng gồm có 7 phần tử nè. 1 2 âm 4 3 5 âm 1 3 thì xuất ra cái tổng lớn nhất là 10. Và cái đoạn đó là 3 5 âm 1 3. Vậy thì để làm bài này chúng ta sẽ làm như thế nào? Thầy sẽ hướng dẫn cho các em chi tiết cách làm bài này. Thì có nhiều cách nhưng mà chỉ hướng dẫn cho các em đối với học sinh lớp 8 thì chúng ta làm cách đơn giản nhất thôi nha. Rồi. Ở đây thì đoạn gọn đều là ở bên này. Còn ở bên này em sẽ còn có một cái mảng như thế này, đơn mô phỏng này, 7 phần tử nè. Và đánh số thứ tự từ 1 đến 7 nè, n 7 nè. Đây là cái mảng AI chúng ta. Thì chúng ta còn phải dùng cái biến y, biến ri để chúng ta diệt qua các cái đoạn con rồi đó. Cái đoạn con rồi đó. Một cái biến mask để chúng ta so sánh lấy ra cái tổng lớn nhất. Rồi cái biến đầu, biến cuối để chúng ta ghi nhớ lại cái vị trí đầu, vị trí cuối của cái đoạn. Ví dụ như ở đây á, mask chính là 10 nè. Vị trí đầu chính là 4 nè, vị trí cuối chính là gì? Là 7 nè. Chúng ta nhớ như vậy. Y ri là chúng ta chạy và chúng ta kiểm tra. Đúng không? Thì y thì có là cái bảng này. Để chúng ta biết tính tổng hết các cái đoạn con. Tổng hết các cái đoạn con khi y chạy từ 1 đến 7. Y chạy từ 1 đến 7 thì chúng ta sẽ chạy theo ri, chạy ri theo cái y, ri sẽ chạy từ y đến cho đến 7 luôn. Hay là nói chính xác là y chạy từ 1 đến n và ri chạy từ y đến n đó. Và chúng ta duyệt hết các cái đoạn con và chúng ta tính tổng. Thì đầu tiên á là chúng ta y chạy từ 1. Thì chúng ta lúc này chúng ta thấy được cái tổng sẽ là a, lấy cái tổng là cái số này trước là cái tổng nè, s mà a1. Ri cũng tới đây luôn. Đấy nha, ri cũng là 1 luôn. Thì chính là s mà y thôi. Y ri giống nhau rồi. Rồi. Như vậy thì lúc này một nó sẽ lớn hơn mass. Mass tất nhiên dĩ nhiên mình sẽ gán nó là giá trị nhỏ nhất. Ở đây là kiểu long in, các phần tử long in thì mình gán mass sẽ là lao long in. Như vậy thì một sẽ lớn hơn mass, lúc này mình sẽ đánh dấu ở đây và mình lấy mass luôn nè. Mass là 1. Nào. Mass là 1 thì đánh dấu luôn. D bằng y, C bằng ri, vậy D là 1, C là 1. Cái này rất là quan trọng nha. Nếu như ở sau này toàn số âm thì cái đoạn mà có tổng lớn nhất chính là cái đoạn này, số 1 này luôn. Đúng không? Rồi. Cho nên chúng ta không được bỏ qua cái này. Tiếp theo chúng ta giữ y ở vị trí đây, chúng ta chạy ri. Chạy ri. Ri tiếp theo, ri qua đây. Thì số này số 2 nó mở ra đúng không? Mở số 2 ra. Thì mỗi lần mình chỉ được mở cái AI với ri thôi, đúng không? Cái mảng mình thấy như vậy nhưng mà mình chỉ được mở cái AI ri thôi. Vậy thì hai thì chúng ta sẽ tính tổng cái đoạn này, đoạn 1 đến đoạn 2 thì tổng chính là tổng của cái đoạn trên này cộng với lại cái ri thêm nữa chính là 3. 2 cộng vô là 3. 3 vậy thì 3 nó sẽ lớn hơn max. Lấy ở đây 3. Vậy vị trí đầu vẫn là y như cũ nhưng vị trí cuối là bằng ri rồi, bằng 2. Rồi, tiếp tục. Âm 4 thì ở đây là 3 sẽ cộng với âm 4. Ở đây âm 1. Âm 1 thì so với max không lấy. 3 cộng vô thành là 2. 2 so với max không không lấy. Ri tiếp theo, ri là 5. Thì a ri cũng bằng 5 luôn, là cộng vô là 2 cộng 5 là 7. 7 lớn hơn max, ta sẽ lấy 7. Về vị trí đầu là 1, vị trí cuối là 5. Rồi, như vậy tiếp tục qua đây. Âm 1 thì lúc này sẽ là 6. 6 nhỏ hơn 7 thì không lấy. Tiếp tục 3 9. 9 thì chúng ta thấy là lớn hơn max. Lấy 9. Và D là 1 bằng như cũ nhưng C đó là gì? Bằng ri là 7. Như vậy một cái sau khi chạy xong có y là 1 thì chúng ta được cái max là 9, D 1, C 7. Bây giờ tiếp tục y nó sẽ quay bên này. Y sẽ đi từ 2. Và ri cũng bắt đầu từ đây luôn. Và chúng ta cho S bằng AI bằng 2 đây. Tiếp tục 2
Có lớn hơn 9 không? Không. Không thì nó chạy re tiếp. Âm 4. Nó vừa hết. Âm 4. Thì nó ra là gì? Âm 2. 2 cộng âm 4 là ra âm 2. Cộng với 3. Nó sẽ ra 1. Cộng với 5. Nó sẽ ra 4. 1 cộng 5 sẽ ra 6. Thì nhầm chỗ này ha. 1 cộng 5 sẽ ra 6. 6 nha. 6, 6 cộng với âm 1 sẽ ra 5. Sẽ ra 5. Rồi. Và 5 cộng với lại 3 ra 8. 8 nó cũng không có lớn hơn 9. Rồi những số này đều không lớn hơn 9 hết. Như vậy thì không có lấy. Không có lấy hết. Mình quay tiếp tục. Ri đây hết rồi. Thì chúng ta sẽ tiếp tục y đi. Y qua vị trí 3. Và ri cũng ra ở vị trí 3. Bằng âm 4. Âm 4 cũng không lớn hơn 9. Tiếp. 3. 1 là âm 1. Cộng 5 vô thành 4. Cộng âm 1 là thành 3. Cộng 3 là thành 6. 6 cũng không có lớn hơn mát. Rồi. Đi qua đây. Ri đây là 3. Đầu tiên là 3. Ri bằng 5 thì nó là 8. À, ri qua 5. And ri cộng vô là 8. Cộng vô tiếp. 7. Qua đây. Cộng tiếp là 10. À 10 đây. Ta thấy 10 đã lớn hơn 9. Vậy ta thay thế này. Mát là 10. D là Y là 4. C là 7. À, đây 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 trường hợp này. Thay thế rồi. Đúng không? Rồi tiếp tục ta vẫn tiếp tục chạy. Ri hết rồi. Thì qua đây tăng Y lên. Y là 5. Ri là 5. Tổng là 5. Và tiếp tục làm. À. Đấy là C là Ri. Ri là âm 1 thì là 4. Ri là 3 thì mới ra 7 à. Cũng không được, cái đoạn này không có lấy được. Đoạn này không lấy. Đoạn này không lấy. Tiếp. Y là 1, âm 1, Ri là 1 đây. Đoạn này. Đoạn này cũng có âm 1 mà cái cộng này thì ra là 2 chứ thì ghi 6 đây là nhầm rồi nha. Đây số 2, 2 thì cũng không lấy. Tiếp tục Ri. Y Ri. Thì cái này là 3. 3 thì 7. Rồi sửa lại đây một tí nè. Thứ nhất đây là 3. À. Đấy, 3. Này là âm 1 cộng với 3 là 2. Âm 1 với 3 là ra 2. Rồi qua đây. Y là 3. Hết. Hết Y luôn. Đây, có độ N. Vậy rút cuộc. Mình sẽ lấy là gì? À, cái này là 3 nữa. Đây. Như vậy mình sẽ lấy là mass chính là 10. D bằng 4 và C bằng 7. Là mình chạy hao xong. Đó. Thì bây giờ các em sẽ viết được cái đoạn code của nó là gồm có những cái phần chính ở đây. Từ đây. Phần trên này mình nhập rồi phải không? Phần dưới là mass sẽ bằng nhỏ nhất for y bằng 1 to n do đúng không, y từ từ 1 n nãy mình thấy đó, begin là s sẽ bằng ai, cho s bằng bằng ai trước đây, s ai đây, và for ri bằng y to n do, và chúng ta thấy là nếu như mà y khác ri thì nó sẽ cộng vô fs cộng ri, là những trường hợp này nè, fs cộng ri đó hết không? Còn trường hợp trên này thì nó sẽ bằng rồi thì không cộng, nếu cộng vô thì thành gấp đôi ai gấp đôi không được. Thì những cái đoạn tính như thế thì nó khi nó tính á thì nó so sánh luôn với cái tổng, với cái mass, với cái tổng của cái mass. Nếu như cái mass, cái tổng mà lớn hơn mass thì mass bằng tổng, s là tổng nha, s là tổng. Rồi. Và d bằng y, c bằng ri để ghi nhớ lại vị trí. Đó. Sau đó thì chúng ta chỉ cần xuất ra thôi, ha. Thì cái đoạn này sẽ làm được yêu cầu con code này. Nãy giờ thầy chạy các em thấy là cái code này, bây giờ mình có thể mình sẽ kiểm tra cái code này lại so với bên này, sẽ làm lại như lúc đầu ha. Đây, bây giờ đầu tiên là chúng ta thấy là for y bằng 1 to win n do. Y bằng 1 này. Qua đây 1. Đó. Ri nó sẽ chạy qua nè. À. Lúc này là s bằng ai đây, chúng ta lấy đây. Đó. Rồi tiếp tục là ta lấy đây, à, lấy trước.
Ri là 2 nè, chạy từ 2 tới tới đây luôn, đúng không? 2 thì ta lấy cái này. Tiếp nè. Ri là 3 nè. Tính tổng ra, ri là 4 nè. Đó, vô. Đó, ri ri là 6. À. Đó, âm 1 là 6. Rồi, ri là đây. 3 cộng vô thành là gì? 9. 9. 9 là lớn hơn nó bắt đầu nó lấy. À, thì chúng ta có thể xem lại quá trình mình làm ở trên để chúng ta thấy được cái bài giải này. À. À. Đối với một bài toán thì khi các em gặp các em có thể viết lên giấy và chúng ta sẽ chạy như thế này. Cách chạy như thế này và chúng ta sẽ tìm ra được cái đáp án của cái bài. À, cách làm chúng ta không có thuộc nổi cái code này đâu. À, code này chúng ta không có thuộc. Chúng ta sẽ tìm được cách làm để chúng ta viết cái code qua. À, cách làm mình làm như thế nào? À, mình sẽ làm như thế này. Thì mình thấy là mình sẽ chạy y ri như thế nào đó. Đó. Sẽ làm đó. Đó, lấy cái này nó lấy ví dụ như vậy nha. Rồi, thì cái phần này là chúc cho các em là nắm được cái bài ha, nắm được cái bài này và chúng ta làm được cái phần này á, nắm chắc được phần này chúng ta sau này chúng ta sẽ giải được rất là nhiều bài toán liên quan tới cái đoạn con. Ví dụ như là đoạn con có tổng lớn nhất rồi nè. Còn đoạn con có nhiều số dương nhất nữa. Rồi đoạn con tăng liên tiếp. Tăng dần liên không giảm liên tiếp nữa. Đó, có nhiều bài toán về đoạn con chúng ta phải nắm chắc cách làm, chúng ta ghi ra. Đây là như vậy ha. Chào các em ha.